Gần 12 giờ trưa rồi, anh em mình ăn cơm trước đi, chứ ngồi đợi biết bao giờ. Chờ dân quân về ăn luôn. Tôi mới gọi điện thoại cho cậu ấy rồi, chắc cũng về tới bây giờ. Sáng nay Tài Du gọi điện thoại xuống, nó đã có lương. Chiều nay anh cho tôi về đơn vị lãnh lương cho anh em. Tiện thể anh vô gặp thủ trưởng Trung Nghĩa, xin chữ ký để thanh toán tiền công tác phí cho Minh Thư xuống Vũng Tàu. Dạ. Có tin gì của Minh Thư chưa chú? Có rồi. Giờ này hai cô ả đang đắm mình với Vũng Tàu biển hát. Tiếc quá. Giá như chú cháu mình cũng được đi cùng. Yên tâm, còn nhiều dịp mà. Thế nào, công việc chú giao cho cháu tới đâu rồi? Chú Trung Nghĩa đã chỉ đạo các trại tạm giam tạm giữ trên cuốn danh sách các phạm nhân trốn chạy trong thời gian gần đây. Có việc liên hệ với công an Vũng Tàu. Trước đó họ đã nhận được chỉ thị của cục về việc tạm giữ anh chàng Nghiện thêm 48 giờ nữa. Ngày mai đám đệ tử của Trần Thị Bích Phượng sẽ tổ chức cúng 3 ngày cho cô ta. Kể từ bây giờ, chú cháu mình phải theo dõi diễn biến tình hình của nhóm người này. Dạ. Anh có dùng chút gì cay cay không? Để tôi rót. Để tối đi. Hôm nay có lương, anh tăng cường thêm mấy món ăn tươi nha. Dạ. Mà chú, bên này nè. Nè. Nó. Nè. Mỹ đẹp quá. Bồ và anh Giang Quân hay xuống dưới này lắm phải không? Chưa bao giờ. Mà bồ đã đi với chàng nào xuống đây chưa? Cũng có vài ông già rủ đi. Nhưng mà nếu mà đi với họ thì phải ngủ qua đêm, nên mình sợ lắm, mình không dám. Nhưng mà trước khi anh Sứ anh về Bắc á, anh có nói là khi nào anh vô đây anh sẽ đưa gia đình mình và gia đình anh xuống dưới này luôn. Nhưng mà bồ có tin là anh Sứ nói thiệt không? Mình không biết nữa. Nhưng mà từ khi anh mời mình về làm ở tiệm gội đầu á, thì mình thấy là những chuyện anh hứa đều có hết. Nhưng mà mình linh cảm là Sứ đang giấu bồ điều gì đó, nhất là thân phận của anh ta. Thì thân phận của mình cũng có ra cái gì. Thân phận của bồ khác nhiều chứ. Bồ không có chơi với người xấu nè. Bà má của bồ cũng là người lao động nữa. Còn anh ta toàn chơi với người xấu, đúng không? Mà riêng gia đình của anh ta bồ cũng chưa biết nữa mà. Anh nói là vài hôm nữa anh sẽ đưa gia đình ảnh vô trong này luôn. Vậy theo mình á, thì bồ phải đợi ba má anh ta vô cái đã. Mình cũng chẳng biết nữa. Mà người ta thường hay nói lấy chồng là tùy thuộc vào duyên số. Bồ đừng có nói chuyện bi quan như vậy. Bồ còn trẻ nè, lại xinh đẹp nữa. Mình tình nguyện làm tư vấn cho bồ nha. Những lúc ngồi chơi như vậy phải bớt tiền nha mày. Đại ca, cứ làm theo đúng như hợp đồng đấy. Hợp đồng cái đách gì? Nếu mỗi giờ mày chạy 50 cây số thì 150. Mới có 100 cây à, sao mày ăn dày vậy?
Đại ca á, được người ta trả tiền theo dõi hai con nhỏ đó. Ít nhất á, mỗi ngày đại ca cũng kiếm được 50 chai gì đó. Đưa cho em út chút xíu mà đại ca tính toán quá. Tao chẳng cần nhiều lời với mày nữa. Từ 10 giờ kém đến giờ là 2 tiếng. 200 được chưa? Mày nói với tao á là hợp đồng tới tối thì tao mới chịu đi nha mày. Nếu không á, nãy giờ á, thì tao cũng chạy được khoảng 5-7 cuốc gì rồi. Mà mày biết á, tao chạy một cuốc của tao á là 5 xị cho tới một chai đó mày. Bây giờ mày đưa tao 200 về rồi sao? Chưa chắc để tao đủ tiền đổ xăng nữa. Không đủ đổ xăng, tiền đâu tao đưa cho vợ con mày. Mày có tin không? Tao la lên một tiếng á là cả bãi biển này ai cũng biết mày đang theo dõi hai nhỏ đó đó. Giờ mày có cầm tiền không thì nói. Tao hết tiền rồi, mày liệu hồn đó. Tao có 5 tiền án và 10 tiền sự rồi đó. Tao nói cho mày biết á, mày tưởng mày có 5 tiền án 10 tiền sự là tao sợ mày hả? Mày không sợ thì kể cha mày. Cầm tiền mày biết đi. Nè, tao không biết. Bây giờ tao hỏi bộ có nhận ra cái người đang cãi nhau với gã xe ôm là ai không? Giờ tao hỏi mày lần chót, mày trả tiền cho tao không? Tao không trả đâu, mày làm gì tao? Mày có tin không? Tao muốn một phát thôi là giang hồ Vũng Tàu tới đây nướng mày như nướng con bạch tuộc nha mày. Làm nhẹ quá vậy, tao mệt lắm rồi. Mày kêu nó tới muốn bàn tay cho mày đi là vừa. Mẹ mày, tao quýnh mày, mày ngó gì vậy? Ủa, ủa hai nhỏ đâu rồi? Mẹ mày à. Tại mày mà tụi nó trốn. Đại ca, đại ca thay em đại ca. Dạ, em còn hai ba vợ ở nhà nữa đại ca. Đi đi. Dạ. Mày muốn gì nữa? Dạ còn cái xe. Alo. Đại ca ơi, nó chuồn rồi. Đại ca gọi điện coi tụi nó ở đâu để biết được em tìm. Không cần nữa, mày tự lo lấy thân mày đi. Tốt nhất là về quê vài ngày để nghe ngóng tình hình xem sao. Nhưng mà em hết tiền rồi đại ca. Cố mà xoay sở cái vé ra ngoài này, ra đây rồi lãnh thưởng. Vậy nhá. Ông thấy đấy, tình hình rất căng thẳng. Ông không lo tiền cho bọn tôi, công an mà vồ được, chắc chắn bọn chúng không giữ mồm giữ miệng. Chúng nó mà khai ra tôi thì tôi sẽ khai ra ông. Và khi đó tôi và ông đều phải dựa cột là cái chắc.
Ngày mai tôi bay vô trong đó. Còn mấy chục triệu chú cứ cầm tạm đi, rồi chú lo cho thằng Phê trốn đi luôn. Mấy chục triệu này chỉ đủ trốn quanh quẩn ở Hà Nội. Nếu ông muốn an toàn thì phải lo cho bọn nó trốn ra nước ngoài. Con đã về thành phố chưa? Dạ con cũng vừa về đến nhà. Có tình hình gì mới không vậy? Dạ con thấy ba nói hình như mấy hôm nay có người lạ lảng vảng quanh nhà. À ba, vậy khi nào ba về? Ngày mai ba về. Từ bây giờ cho tới sáng con phải biểu với thằng Lực thằng Lớn theo dõi xem những người lạ đó nó về đâu. Nhớ chưa? Ôi da. Tưởng là mình đồng da sắt không biết đau chứ. Chú đau lắm hả chú? Ừ, chú hết đau rồi. Nhưng tại vì không đi lại được, không tập tành gì hết nên thấy người quẩy quẩy quá. Ừ, vậy sao chú không kiếm cái nạn để chống đi? Chú đắc gì đâu cần chống nạn. Chỉ mấy hôm nữa thôi, tháo băng ra đó là chú đắc gì chạy một mạch luôn. Nè, tại chú bị đau vậy nên cháu chưa được học đàn đúng không? Dạ, ba cháu cũng nói vậy á. Hôm nay chú kêu cháu đến đây á chính là chuyện học đàn của cháu á. Nhưng chú đang bị thương mà, để lúc nào chú hết đau đã. Là như vậy, hồi nãy á chú nhận điện thoại của cô Trang Hạ là nói sẽ đến thăm chú nên chú nghĩ ngay đến cháu. Chú muốn cháu và cô Trang Hạ gặp trước cháu đây. Có lẽ việc học đàn của cháu đó phải lùi lại. Cấp trên vừa giao cho đội ta tham gia chuyên án Bích Phượng. Có chuyện gì đó Xuân Đức? Báo cáo anh có chuyện đột xuất. Ban chuyên án mà anh về họp. Được, tôi về ngay. Anh có việc thì cứ về trước đi. Để cháu Cao Ly ở lại chơi với cô Trang Hạ và tôi một chút. Thôi anh về trước đây. Dạ anh về. Con cứ ở lại đây với cô chú. Dạ. Thôi anh về nghe. Dạ, chào anh. Dạo này đi hát nhiều không chị? À cũng tạm tạm. Đã có trả lời ở bên trại giam rồi đây. Nguyễn Văn Khá, còn gọi là Khá độc thân, đã có 2 tiền án và 3 tiền sự. Hồi tháng trước bị bắt về tội tàng trữ trong người 20 tép heroin. Trong thời gian tạm giam, hắn đã phải đưa đi cấp cứu 2 lần ở bệnh viện tuyến trên vì suy hô hấp.
Đến lần thứ ba, hắn giả vờ đau bụng và đánh lừa được đồng chí công an áp giải rồi trốn thoát. Hắn vừa mới trốn trại mà đã có tiền xuống Vũng Tàu để ăn xài. Đó là nghi vấn thứ nhất. Hắn đi với tên Phê, một đối tượng có rất nhiều tiền án tiền sự, là nghi vấn thứ hai. Hai gã này sử dụng chiếc xe sứ mới mua cho Diệu Linh, đó là điều đáng nghi ngờ thứ ba. Suy luận của Minh Thư rất có lý. Ý kiến của Gia Quân thế nào? Dạ, cháu cũng suy nghĩ giống như Minh Thư. Nhưng có điều cháu giàu trí tưởng tượng hơn. Em hiểu anh nghĩ gì rồi. Bây giờ em và anh sẽ viết ra giấy để cho chú hai làm trọng tài. Đưa cho em cái giỏ. Rất tâm đầu ý hợp. Người chiến sĩ trinh sát cần có những tố chất giỏi suy đoán như thế này. Thưa chú, ngày mai cháu sẽ đến trại giam gặp tên Nguyễn Văn Khá được không ạ? Chú nghĩ cháu chưa cần gặp tên Khá vào lúc này. Nhiệm vụ trước mắt của cháu bây giờ là phải theo dõi, giám sát thật chặt những thông tin chung quanh việc tên Khá bị bắt lại. Dạ, cháu hiểu rồi. Còn cháu phải gần gũi Diệu Linh nhiều hơn, để xem những ngày sắp tới tên sứ tiếp tục liên hệ và đối xử với Diệu Linh thế nào. Con quên chưa nói với chú, con đã chụp được 4 bức ảnh chiếc xe máy của Diệu Linh. Tốt lắm. Lát nữa Gia Quân lấy đem sang phòng kỹ thuật để họ rửa ảnh, rồi chú sẽ chuyển về cho chú Trung về. Dạ. Chú đều biết cả ngày hôm nay đội của Cao Dũng đã tiếp xúc với hàng chục nhân chứng chỉ để xác định đặc điểm và bản số xe của chiếc xe mà hai kẻ gây án đã dùng trong đêm đó. Dạ. Mà bấm chuông cửa sớm quá vậy? Anh Sứ kêu tôi tới gặp cô. Nhưng bây giờ còn sớm quá à. 7 giờ anh quay lại ha. Anh Sứ chưa nói gì với cô à? Chưa. À mà có. Mà anh nói là vài ngày nữa kia mà. Vậy mà anh Sứ nói tôi sáng nay tới gặp cô sớm mà. Tôi gọi điện thoại cho anh xem đã. Anh nghe này. Sao anh không nói với em chuyện ông Phê? Đêm qua anh sợ em về trễ nên anh không có gọi. Ông Phê em tới, ông đứng ngoài cửa kìa. Em cứ đưa xe và giấy tờ cho nó. Cứ xem như là mình đã bán chiếc xe này rồi. Anh đã gửi ông Bảy vài chục triệu để mua chiếc xe mới xịn hơn. Nội trong ngày hôm nay ông ấy sẽ mang đến. Thôi tùy anh. Cưng à, thông cảm cho anh đi mà. Công việc làm ăn phải luôn đổi mới chứ. Mai mốt mình còn mua xe ô tô, chứ xe máy đấy nhằm nhò gì. Vậy thôi nha. Chào anh. Ừ, bye em.
Xe nè, vô lấy đi. Ông Bảy, ông tới đây làm gì? Tôi ra mắt công tác mấy hôm nay. Sáng nay mới về tới sân bay, tôi mới nghe tin cô Phượng bị thiệt mạng. Cũng là chỗ làm ăn với nhau. Anh Bảy thấy thương xót cô Phượng lắm. Xin phép anh em cho anh Bảy đây thắp nén hương để nói với cô Phượng đôi lời. Anh Tý à, chắc có lẽ anh em mình còn có những điều chưa hiểu nhau, mà có khi còn hiểu lầm nhau nữa. Nhưng mà nghĩa tử là nghĩa tận. Anh cho phép tôi nói thật lòng. Ngày trước cô Phượng còn sống, tôi đã hết lòng giúp đỡ, yêu thương anh em. Nay cô Phượng có ra đi, tôi vẫn coi cô Phượng là em mình. Vậy thì bây giờ tôi phải có trách nhiệm đối với anh em. Mai mốt tôi sẽ gặp lại anh em, bàn tiếp kế hoạch làm ăn. Nếu anh em cần tôi giúp đỡ gì thì cứ nói. Thậm chí tôi sẽ thuê mặt bằng mới để cho anh em tiếp tục kinh doanh dịch vụ hớt tóc gội đầu như ngày trước. Chúng tôi còn lạ gì bụng dạ của ông nữa. Ông đi về đi, để cho vong hồn của chị tôi được yên. Đúng là chỉ có đám tay chân của con Phượng đi theo dõi nhà anh Bảy không? Chính em đã bỏ công ra theo dõi tụi nó tới khuya, cho tới khi tụi nó trở về quán phở Bắc thì em mới về nhà đi ngủ. Từ hôm anh Bảy đi tới giờ, báo chí có viết gì thêm về cái vụ phụ du không? Tụi em ít coi báo lắm anh Bảy à. Mấy hôm nay báo chí chỉ nói đến vụ bà Phượng bị giết thôi. Nó viết sao? Toàn viết chung chung, hình như công an chưa làm được gì. Báo cáo anh, có thể khẳng định hai người đàn ông nghi vấn có mặt ở khu vực trước cửa nhà Phượng D trước khi xảy ra vụ án là những nhà công tự do. Tôi đã tiến hành xác minh người dân sinh sống quanh khu vực hiện trường vụ án, và có một nhân chứng là tài xế taxi đã nhận ra hai tên này. Được, chúng ta sẽ viết giấy triệu tập hai vị nhạc công này, vì họ thường đi theo các cô ca sĩ phòng trà
trong đó có ca sĩ Lê Lê. Biết đâu đây sẽ là chìa khóa mở ra vụ án này các đồng chí ạ. À, về việc truy tìm đặc điểm chiếc xe mà hai tên sát thủ đã sử dụng trong đêm đó, tôi đã gặp rất nhiều người xung quanh nhà Phượng Đê, nhưng chỉ có hai người nhớ mang máng biển số xe. Đồng chí nói cụ thể hơn xem nào. Một người thì nhớ con số 5, còn người kia thì nhớ con số 52. Số 5, số 52. Sao lại có một sự trùng hợp như thế này? Ủa, sao anh lại có những tấm hình này? Từ lãnh đạo ban chuyên án vừa gửi xuống đây. Vậy chủ nhân chiếc xe máy này là ai? Chưa biết, nhưng các anh lãnh đạo muốn từ những con số này anh em mình sẽ định hướng để khơi gợi trí nhớ của những người dân còn ở chung quanh tại hiện trường đó. Vậy lát nữa tôi sẽ xuống dưới đó. Được. Cậu Lê Phong, cậu đi tiếp xúc ngay với hai vị nhạc công kia và hỏi họ về biển số xe 52X14198, xem thái độ của họ ra sao. Rõ. Alo, con hả? Ba đây. Con chào ba. Kìa con gái, con đang làm gì đó? Dạ con đang chuẩn bị học đàn. Vậy hả? Phải ngoan và nghe lời cô giáo nghe con. Dạ, khi nào ba đón con vậy? Xong việc, ba sẽ tới đón con ngay. Hả? Dạ. Con Phượng là lưu manh một, thì thằng Sứ nó lưu manh gấp 10 lần. Nó ép ba phải trả nó 1 tỷ. Con nói với ba rồi, thuê mấy thằng nghiện trong này có phải rẻ hơn không? Bây giờ ngồi nghĩ lại, ba cho rằng đây là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của ba. Rồi ba tính sao về vụ này? Bây giờ ba đưa cho nó 1 tỷ này, nó lại đòi đưa tiếp 1 tỷ khác. Hay là ba cứ chơi vài người với nó, vì nó là kẻ giết người trực tiếp chứ không phải ba. Chủ mưu tội còn nặng hơn giết người nữa. Mà nó có vào tù thì chẳng sao cả. Còn ba mà dướng vào vòng lao lý thì mất trắng, mất hết. Hay là điều tiếp một phen đi ba. Ba cũng đang nghĩ đến điều đó. Nhưng mà tụi nó có 3 thằng. Con nghĩ mình chỉ cần diệt thằng Sứ là xong. Có lẽ mình phải làm vậy. 2 thằng kia nhận lệnh của thằng Sứ, chúng nó cũng không hề biết gì về kế hoạch của ba. Ba điều thằng Sứ vào trong này, con sẽ cho người xử nó sớm. Có khi cho người ra ngoài ấy hay hơn. Nó gặp nạn ở ngoài ấy, người ta sẽ nghĩ là tay chân của con Phượng Đê làm. Con cầm 30 triệu này đến tiệm gội đầu đưa cho con Diệu Linh. Ba xa thằng Lực đi. Ba đừng nên để cho nó biết là con có mối quan hệ với thằng Sứ. Việc này là con phải đi. Ba nghĩ từ nay chính con phải làm sao chiếm được tình cảm của nó. Con chắc là nó vẫn còn ấn tượng với con. Lúc trước con cho người tới nhà nó xiết nợ. Đàn bà con gái mà nó không có sâu sắc như con nghĩ đâu. Con đến đưa tiền rồi lơ là hứa hẹn, tình cảm với nó là nó xui lòng thôi. Giống như hồi trước ba làm với dì Hai hả? Nó khác, dì Hai còn khác. Mà thân phận của con bây giờ cũng khác ba ngày xưa. Con là đại gia, con là ông chủ lớn, con phải nhớ lấy điều đó. Thank you.
Em chào anh. Chào em. Anh tới gọi đầu hay massage? Anh muốn massage chứ không gọi đầu. Dạ, vậy mà anh theo em. Thẻ của anh là 100.000. Anh có yêu cầu ai không ạ? Anh muốn là yêu cầu của Diệu Linh, hình như là chủ của cái tiệm này. Dạ, hôm nay Diệu Linh hơi mệt, anh chọn người khác giùm em được không? Nếu cô Diệu Linh mệt thì để khi khác tôi quay lại nha. Cảm ơn em. Dạ rồi, em cảm ơn. Kén chứ chọn. Có khách kìa mày. Dạ em chào anh. Anh ơi, anh massage hay là gội đầu với anh? Tôi không tới gội đầu, tôi tới tìm cô Diệu Linh. Hiện giờ chị Diệu Linh đang mệt. Nếu mà được thì để em vô em hỏi xem chị Diệu Linh có tiếp anh được hay không ha. Cô vừa nói với cổ là có người gửi tiền cho cổ mua xe. Dạ anh chờ em chút. Dạ, chị Diệu Linh mà anh vào trong mà. Anh Sứ có nhờ ba tôi đem tiền đến cho em. Nhưng vì xuống máy bay nên hơi mệt không tới được. Sáng nay anh Sứ cũng có gọi điện rồi. 30 triệu em đếm đi. Thôi không cần đếm đâu, còn nguyên dây thun buộc mà. Cảm ơn Diệu Linh tin anh. Anh cứ nghĩ là Diệu Linh còn giận anh lắm chứ. Thực ra là anh rất đáng trách. Anh có mắt mà cũng như mù. Anh cứ nghĩ nhân cách của Diệu Linh đây giống như các cô vũ nữ khác. Anh nói gì tôi không hiểu. Sau khi tìm hiểu thì anh mới biết được là Diệu Linh là một người con chí tình chí hiếu, là một người con gái rất đáng tôn trọng. Vì vậy mà Giang Quân và Minh Thư, hai người đó đều coi Diệu Linh là một người bạn tri kỷ. Gia đình tôi phải bán nhà để trả nợ cho anh, để nghe được vài lời động viên đó của anh à. Em đừng nói vậy chứ. Từ khi Diệu Linh và Sứ mở cái tiệm này, ba tôi thường nhắc tới hai người. Ba tôi nói là nếu không có em, chắc chắn Sứ không thể nào kinh doanh nổi cái công việc này đâu. Alo, Minh Thư nè, bộ đang làm gì vậy? Mình mệt quá, không có muốn làm gì hết. Mình cũng mệt tới mồ, vừa mới ngủ dậy nè, đi cà phê được không? Vậy bạn tới luôn nha. Ừ, bye nha. Bye. Thôi, anh về đi, hôm khác lại tới. Hôm sau anh tới, anh muốn chính đôi tay mềm mại này của Diệu Linh gội cho cái đầu này bớt u mê, được không? Giấy bút đi. Em xin thề trước cây đàn mưu sinh của em là Em không có liên quan gì đến vụ bắn giết đó hết. Anh không cần phải thề như vậy. Nếu anh khai đầy đủ, chính xác việc sử dụng thời gian ngày 11 tháng 9 vừa qua, chúng tôi sẽ chứng minh được anh có liên quan hay không. Dạ, em có phải thay luôn cái chuyện mà ăn sáng, ăn trưa, đánh răng, rửa mặt của em luôn không? Không cần thiết. Anh viết sau khi đọc, chúng tôi có thể hình dung ra được ngày hôm đó anh làm gì, với ai, ở đâu. Có người chứng kiến càng tốt. Dạ. Nhớ là phải viết chính xác chưa đó. Giám sát anh ta. Đó.
Anh nghe tôi hỏi đây. Dạ. Trước khi xảy ra vụ án ở nhà Phượng Đê, anh có mặt ở đó để làm gì? Dạ. Em đi tìm Lê Lê à. Tìm Lê Lê để làm gì? Dạ, một người bạn nhờ em tìm. Bạn nào? Là Kim Phong. Mối quan hệ của anh với Kim Phong là thế nào? Dạ, anh ta là trưởng nhóm nhạc của tụi em. Đội trưởng. Xuân Đức mới điện về. Có ba người dân mới biết thêm một vài số trên biển kiểm soát của chiếc xe mà ta cần tìm đó. Lát nữa em cũng sẽ hỏi anh chàng nhạc công xem anh ta có nhớ được gì không. Tốt. Cậu cứ tiếp tục đi. Rõ. Chị bút đề. Anh hãy suy nghĩ cho kỹ và khai báo cho thật thành khẩn. Dạ. Dạ chào chị ạ. Chị có hẹn với chị Diệu Linh. Dạ chị Diệu Linh ở bên trong. Mời chị vào ạ. Mời chị. Wow, tiền ở đâu mà nhiều dữ vậy? Anh Sứ gửi tiền vô cho mình mua xe mới. Ủa, mua xe mới nữa hả? Coi ra chàng chiều nàng quá ha. Đâu có. Tại cái xe hôm qua ảnh bán cho ông Phê rồi. Hồi sáng ông tới ông lấy sớm nè. Mà mình nhớ không quá lầm thì Sứ ở ngoài Bắc mà. Vậy ai đem tiền vô vậy? Ảnh nhờ thằng Hai Quý con bẫy xoài mà hồi nãy tới đây nè. Bạn biết không, mới tháng trước thôi nó coi mình không có ra gì hết. Vậy mà hồi nãy tới đây nè, nói chuyện tự nhiên đổ giọng ngọt ngào, nghe thấy ớn. Nghe là mình biết nó đang nói xạo chứ nó thì tử tế gì. Vậy tên Phê đi. Mình có điện thoại, ra ngoài nghe chút nha. Alo. Alo, Thư hả? Dạ. Ban chuyên án đã xác định chiếc xe bọn tội phạm dùng để gây án chính là chiếc xe mang biển số 52X1-4198. Dạ thưa chú, sáng nay tên Phê đã mang chiếc xe đó đi rồi à. Sao? Con nói rõ thêm coi. Dạ theo lời của Diệu Linh nói, theo sự chỉ đạo của tên Sứ từ ngoài Bắc vô, tên Phê đã đem chiếc xe máy đi. Hai Quý đưa cho Diệu Linh 30 triệu để mua xe. Nghe Hai Quý nói đó là số tiền hắn đưa bẫy xoài, nhờ chuyển vào cho Diệu Linh để mà mua xe mới. Có khả năng chiều nay ban chuyên án sẽ triệu tập Diệu Linh. Cháu cứ ở chơi với cô ấy, nghĩ cách cho Diệu Linh tiếp tục liên lạc với tên Sứ. Dạ rõ.